Dạ rồi em chào anh chị nha. Dạ chào. Dạ vâng, anh chị dạ. Cho em xin phép được hỏi là anh chị họ tên là gì? Em là Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 73. Mình thì Phan Văn Bảo, sinh 1982. Anh chị đến từ đâu? Đồng Nai. Đồng Nai, chứ không dạ. Đồng Nai. Dạ rồi, thì hôm nay gia đình nhà mình về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải dạ. Giúp đỡ vụ việc gì ạ? Dạ thì nhờ lên tới đây là nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải và giúp. Mấy anh giúp đỡ tìm lại con giùm em. Tìm con ha. Dạ. Dạ, em xin phép được chuyện trò với anh trước ha. Dạ. Dạ, con nhà mình họ tên là gì anh trai? Dạ, tên Phan Văn Hảo. Dạ, bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, 21 tuổi. 21 ha. Dạ. Em xin phép mời anh chia sẻ cái sự việc con nhà mình bỏ đi như thế nào. Dạ. Dạ, em mời anh. Dạ, con của em sáng đã đưa em sáng là ngày 12 tháng 4 năm 2023. Dạ. Đây là 6 ngày trước. Dạ. Cháu nó thường thường là đi làm công ty là đúng 5 giờ 45 chiều là về. Tới 6 giờ đó không thấy. Rồi bắt đầu là điện cho cháu một cuộc, đổ chuông mà không bắt máy. Dạ. Rồi bắt đầu tá hỏa lên 6 giờ bắt đầu hai chồng đi lên công ty hỏi công ty thì công ty nói là cháu về rồi. Dạ. Rồi bắt đầu hai chồng á tá hỏa đi kiếm tới 11 giờ khuya. Dạ. Rồi trong khi đó không thấy cháu nữa. Rồi thôi trở về 11 giờ khuya lắm rồi thôi hai chồng trở về nhà. Dạ. Trở về nhà. Trở về nhà xong rồi điện cho cháu thêm hai cuộc nữa. Dạ. Hai cuộc nữa trong khi đó là có đổ chuông không có bắt máy. Dạ. Qua ngày thứ ba thì kiếm nữa nhưng mà không có cháu mà điện là không liên lạc được luôn. Ngày thứ ba tới giờ là không liên lạc được hết. Mất liên lạc luôn. Tức là đã gọi là thuê bao đúng không ạ? Dạ. Con trai nhà mình có xài các trang mạng xã hội Facebook, Zalo gì không ạ? Dạ nó có xài Facebook. Hiện tại thì còn online không hay là sao rồi hay là cũng là tắt liên lạc rồi? Thì mấy bữa nay ba nó điện không được. Không được ha. Cho em hỏi nha, thì con trai nhà mình trước những ngày bỏ đi thì con trai nhà mình có dấu hiệu gì bất thường không? Dạ không, nó đi làm đâu na, làm công ty đâu na. Công ty là gần nhà luôn đúng không ạ? Ở ông mấy cây? Đó ông đồn. 13, 14 cây. Dạ, là sáng đi chiều về. Dạ. Con trai nhà mình bình thường ở nhà ngoan hiền không ạ? Dạ ngoan hiền lắm. Không có rượu bia chè, không bạn bè gì hết. Không nhậu nhẹt gì hết, dạ. Thuốc thang. Không, dạ không có. Cà phê, cà pháo. Không luôn. Cháu nhỏ mới lớn lên. Dạ, 21 tuổi thì con trai nhà mình đã có bạn gái yêu đương gì chưa? Chưa có nghe. Chưa ha, thường thường đi làm là tới tháng lãnh lương về có xài hay là đưa cho bố mẹ hết? Thì ba mẹ thì nó thôi con không có tiền thì để trong bóp xài đi. Dạ. Mà ba mẹ cần ba mẹ lấy đó. Con trai nhà mình có chơi một cái môn gì không? Dạ không. Game không? Dạ có. Dạ có. Chơi game nhiều không ạ? Thì thường thường hai anh em nó cũng chơi á. Dạ. Ở nhà có bộ game hai anh em chat qua chat lại vậy thôi. Dạ. Tức là con trai nhà mình theo như đánh giá của bản thân anh làm cha và chị làm mẹ thì con trai nhà mình rất là ngoan. Dạ. Không có chơi bời hay là hư dạ. Hỏng gì đúng không dạ, ạ? Dạ. Có bao giờ cãi lại lời cha mẹ không? Không dám. Ngoan lắm. Ngoan lắm đúng không ạ? Không dám. Mà sao tưởng em bỏ đi anh dạ. Không biết sao. Anh chị có la dày gì con dạ, trai không. Nhà mình không? Không ha. Cưng lắm. Tất cả các cái mối quan hệ của con trai nhà mình ở phía bên ngoài thì bản thân gia đình nhà mình có nắm bắt được không? Có biết không? Nói chung thì cháu sáng đi làm công ty Duna rồi về hai anh em trong nhà chơi với nhau thôi. Sáng đi làm nữa thôi chứ không có quan hệ chi nói chuyện với ai ngoài bất cứ gần sớm hết. Dạ. Và cái sự việc lần này con trai nhà mình bỏ đi mất tích một cách bí ẩn như dạ, vậy thì dạ đúng rồi. Gia đình nhà mình có trình báo cơ quan chức năng ở địa phương chưa? Dạ có, chồng em có đi báo công an. Dạ. Và những ngày qua thì gia đình nhà mình cũng tìm kiếm khắp nơi ở dạ, Đồng Nai dạ. Vậy ha. Dạ, dạ. Bây giờ hết phương cứu rồi lên đây nhờ mấy anh thì giúp đỡ cho hai chồng em tìm được cháu. Là đội ơn. Dạ. Tức là những ngày qua mình cũng đã đi lặn lội, đi tìm. Dạ. Nhưng mà không có một tin tức, thông tin manh mối gì. Dạ, bản thân anh chị đang nghi ngờ là này con nhà mình bỏ đi như vậy vì lý do gì? Thì nói chung đó cháu đi là chạy cái xe mô tô màu xanh. Đó thì em với ba nó nghi là sợ người ta bắt vụ lấy xe thôi chứ không gì. Em thì mong cháu sau này về mà còn cháu về cũng được xe cộ thì không thành vấn dạ. Đề yêu cầu mong cho cháu nó quay về nó nghe dạ. Cái tin này thì nó quay trở về với ba mẹ. Cái ngày đi làm đấy là con trai nhà mình đem theo những thứ gì ạ? Vậy cháu chạy chiếc xe thôi với cái thẻ rồi nó rút tiền thôi chứ không có gì hết. Trong tài khoản có tiền không ạ? Dạ có thì cháu nó đi làm còn tiền trong thẻ. Dạ. Dạ. Nói chung bắt cóc thì mình chưa xác định được. Dạ đúng rồi. Sợ rằng con trai nhà mình bị dụ. Dạ. Nhiều trường hợp nhiều vấn đề xảy ra. Sợ rằng con trai nhà mình có thể rằng là bị các cái bạn khác hoặc các
cái thanh niên khác dụ dỗ tìm những công việc dạ. nhẹ lương cao khác rồi để mà đi làm. Dạ thì em cũng mong mấy anh trên này hiệp sĩ hải đồ giúp cho hai chồng em tìm được con là em đổi ơn nhiều lắm. Dạ. Giờ hai chồng em hết đường cứu chữa rồi giờ lên đây nhờ mấy anh giúp đỡ. Là nhà mình có hai người con thôi dạ, ạ? Dạ đúng rồi. Và cái em bỏ đi là con đầu ha? Dạ con đầu 21 với thằng này thôi anh. Dạ. Thì bản thân chị là mẹ thì chị có cái điều gì mà muốn tâm sự với con của mình không? Chị nói đi. Hảo ơi, con nghe tin này con quay về với mẹ, mẹ rất nhớ con. Mẹ mong con quay trở về với mẹ Hảo ơi, mẹ nhớ con nhiều lắm. Ba cũng nhớ con nhiều lắm Hảo ơi. Có chuyện gì thì con hãy nói lên đi, cho ba mẹ giúp cho. Giơ cao tấm hình lên giúp em. Con đừng có giấu giếm mà ba mẹ đi lâu lắm rồi, ba mẹ nhớ con nhiều lắm Hảo ơi. Thương mẹ trở về đi con, có gì thì liên lạc với mẹ đi con. Dạ. Anh trai có điều gì muốn nhắn nhủ tới con trai mình không? Nói đi anh. Con ơi Hảo ơi, ba mấy nhớ. Ngày qua ba mẹ nhớ con quá con ơi. Con thấy cái clip này, thấy cái hình này, ba mẹ đi lên tới Bình Dương nhờ mấy chú đội hiệp sĩ Bình Dương giúp đỡ nè con. Ba mong rằng con thấy cái clip này quay trở về với mẹ ba đi con. Quay trở về với ba mẹ con ơi. 6 ngày rồi con không liên lạc gì nữa con ơi. Nhanh nè con. Con thấy tấm hình này, thấy ba mẹ lên tới Bình Dương nhờ mấy chú hiệp sĩ giúp đỡ. Con quay trở lại nha con. Số điện thoại của mấy chú hiệp sĩ Bình Dương 0913 7878 5858 nha con. Nhớ ba nhắc lại nha con. Có chuyện gì thì nhờ mấy chú hiệp sĩ Bình Dương nha con. Ba đọc lại số điện nha con. 0913 7858 5858. Nhớ số này nha con. Quay về với mẹ con hả mà có ơi. Chuyện gì con điện số này là mấy chú giúp đỡ liền nha con. 0913 7858 5858 nha con. Có Hảo gì ơi con? Về với ba mẹ con ơi. Mẹ nhớ con nhiều lắm. 6 ngày rồi con ơi. Rất tội. Con trai ơi, chú chào con trai nha. Chào chú cả con. Dạ chào chú đi con. Rồi con trai cho chú hỏi con trai tên là gì? Phan gì? Phan Đình Kỳ. Phan Đình Kỳ. Con trai năm nay bao nhiêu tuổi rồi con trai? Không mười mấy. 23 tuổi. Bình thường con trai cùng với anh trai ở nhà là hay chơi game đúng không? Dạ. Chơi game gì con? Nhiều game. Cụ thể cái game mà hay chơi nhất á, Liên Quân hay gì? Chạy xe hay gì? GTA 5. Đua xe. Bình thường chơi trong đấy là có các bạn chơi game cùng không? Không ha. Con có biết được anh con có mối quan hệ bạn bè nào bên ngoài mà chơi trên game không? Không ha. Những ngày qua là anh có tâm sự là muốn đi đâu làm gì không? Không ha. Lần này anh đi thì con có biết được không? Có biết được lý do gì không? Không ha. Nó không có nói với ai biết hết. Con có nhớ anh không? Có. Nhớ nhiều không? Mong con, mình nói con nói có điều gì con muốn nhắn gửi tới anh trai không anh hai không? Anh trở về với em đi. Thôi đi con. Anh Hảo. Nói anh hai, nói đi con. Giỡn luôn. Khóc rồi kìa, tội quá. Nói đi con. Nói anh hai ơi, để quay trở về cho em. Nói đi con. Nói đi con, nói lớn lên cho anh hai nghe. Anh Hảo. Rất tội luôn kìa, nhìn em nó có nhìn bé khóc. Nói đi con. Nói đi. Thương quá. Anh hai ơi, quay về cho em anh hai ơi. Anh hai quay về với em. Trời ơi, thương quá, cả gia đình khóc. Tội. Mong mấy anh giúp đỡ giùm em sớm, em nhớ con. Em đổi ơn mấy anh nhiều lắm. Quý cô chú anh chị và con cô bác cộng đồng khi mà xem video này có thấy em Hảo như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913 7858 5858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sớm đưa em quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Thì trước màn hình nhỏ quý cô chú anh chị đang xem thì cũng đã thấy rằng những giọt nước mắt của người cha người mẹ và của một bé trai đang rơi lăn dài trên gò má. Thật sự thì đây là một câu chuyện rất là buồn và rất lấy làm tiếc. Thì bản thân em thì rất mong muốn rằng tất cả quý cô chú anh chị khi mà xem video này hãy cùng chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội để cho em Hảo sớm xem được, hoặc bạn bè của em Hảo có xem được thì để giúp cho em Hảo sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng với lại gia đình. Em rất mong rằng quý cô chú anh chị hãy luôn đồng hành và chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải từ giờ cho đến mãi mãi. Dạ rồi, thì sự việc của gia đình nhà mình thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Hảo ơi, nhớ quay về với mẹ sớm con ơi. Dạ, với mẹ Hảo. Thì rất mong rằng gia đình nhà mình cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe và yên tâm đừng lo lắng nha. Dạ dạ. Bởi vì bản thân em biết rằng là cha mẹ thật sự lúc này rất là lo lắng cho con. Dạ. Thương con, không có ai thương con bằng cha mẹ. Thật sự ngay cái lúc này 6 ngày trời qua
6 ngày trời qua là anh chị đau lòng quá. Dạ, là tinh thần là không được ổn định, hoang mang lo lắng, không biết con ở bên ngoài như thế nào, dạ, ăn gì, uống gì, những ngày qua ở đâu, làm gì, có được khỏe không? Ba quay về với mẹ Hảo ơi, mẹ ba nhớ con nhiều lắm Hảo ơi. Và bé Hảo này, khi mà em xem được cái video này, nếu em có gặp cái sự cố hoặc khó khăn khúc mắc gì mà không thể về nhà được thì hãy nhanh chóng liên hệ cho các chú qua số điện thoại 0913 785858. Các chú sẽ có phương án, kế hoạch và sẽ có cách để mà đưa con về nhà nha. Nếu mà con có bị ai đó mà đang khống chế hoặc đang giam giữ gì đó nha con nha, hãy liên hệ về với các chú qua số điện thoại 0913 785858, thì các chú sẽ có cách và cái hướng để mà giúp con quay trở về nhà. Còn nếu như con thật sự lần này con bỏ đi vì lý do ham chơi hoặc vì lý do đi ra ngoài để mà biết, thì chú mong rằng con, tuổi đời của con 21 tuổi cũng đã hiểu biết trưởng thành rồi, rất mong con hãy sớm quay trở về nhà để mà đoàn tụ cùng với gia đình. Như con đã thấy thì cha mẹ con và em trai của con đang khóc vì nhớ thương và lo lắng cho con rất nhiều. Dạ rồi, gia đình nhà mình còn điều gì muốn chia sẻ không ạ? Thì em mong mấy anh giúp đỡ với hai chồng em tìm sớm được tìm con em quay trở về với gia đình, là em tội ơn mấy anh nhiều. Đó là cái điều chắc chắn rồi ạ. Dạ. Tại vì khi anh chị cũng như toàn bộ quý cô chú anh chị khi mà lên đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thì chắc chắn anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, dạ, em tội ơn mấy anh nhiều, sẽ giúp một cách là nhiệt tình. Dạ, dạ. Sau khi mà ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ có phương án biện pháp lên đường đi tìm kiếm. Nên rất mong rằng anh chị trong thời gian này cứ yên tâm nha. Ôi, mong con mau sớm quay về với mẹ đi con. Ba mẹ nhớ con nhiều lắm. Dạ, cảm ơn hai cậu nhiều. Dạ. Thì toàn bộ câu chuyện gia đình nhà mình vừa chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không ạ? Dạ đúng. Nếu có gì sai trái thì anh chị chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dạ đúng rồi. Một mai em bước chân tới đây là dữ lắm, em mới lên là nhờ hai anh giúp đỡ. Anh chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chia sẻ và đăng tải cái video này lên khắp các trang mạng? Dạ, đồng ý. Cái video này sẽ không bao giờ gỡ xuống, anh chị đồng ý không? Ok luôn. Dạ. Okay. Tại sao em lại nói là không bao giờ gỡ? Tại vì đây là một cái video truyền tải thông điệp ý nghĩa cuộc sống cho tất cả quý bậc phụ huynh, bậc làm cha mẹ cũng như các em thiếu niên tuổi đời còn rất nhỏ xem để mà hiểu biết hơn. Dạ dạ. Dạ rồi, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chúc cho đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn và đặc biệt sớm nhận được tin vui, đó là con trai em nhà mình mong sẽ quay trở về anh chị nhá. Dạ rồi, mấy anh giúp đỡ cho hai chồng em sớm gặp con em quay trở về là em đội ơn nhiều lắm. Dạ dạ. Dạ rồi, thì anh chị nhà mình cứ yên tâm nhá. Dạ rồi, em xin phép chào. Dạ. Đây con.